Biết cho bạn, bạn đang vay tiền tại Sanmo và dạo gần đây bạn đang có phân vân là liệu vay tiền Sanmo có truy cập danh bạ không, có đáng để vay tiền tại Sanmo hoặc là Sanmo có lừa đảo khách hàng hay không. Thì trong video clip này mình sẽ giải đáp cho các bạn để các bạn có thể đăng ký vay tiền một cách nhanh nhất, an toàn nhất nha các bạn. Thì dành cho các bạn nào chưa biết Sanmo là gì, thì Sanmo là một đơn vị cho vay tiền mà thông qua web app. Đây là một đơn vị cho vay tiền rất lâu đời rồi và gần như là tiên phong tại Việt Nam luôn. Nếu các bạn trước đây muốn vay tiền chứ biết vay ở đâu, vay ra sao thì Sanmo chính là một lựa chọn hàng đầu cho chúng ta luôn. Ở tại Sanmo ấy thì chúng ta có thể vay tối đa số tiền lên tới 20 triệu và nhận 0% lãi suất cho lần vay lần thứ nhất, thứ hai. Còn đến lần thứ ba trở đi thì chúng ta sẽ có thể phải trả mức lãi suất là dưới 20%. Đây là một mức lãi suất bình thường và nhiều người cũng đã nhận được khoản vay của mình trong vòng 5 đến 10 phút thôi. Về link của website, link của bài viết thì mình sẽ để ngay tại phần comment ở phía dưới đấy nhé. Đó, các bạn cả xuống phần comment hoặc là phần mô tả đấy sẽ có link của bài viết, link của chương trình mà giảm giá để các bạn có thể nhận được 0% lãi suất. Ngoài ra các bạn có thể vào website mà giảm giá 79.com. Tại đấy thì mình còn cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích của các gói vay khác để các bạn có thể vào và đăng ký vay tiền. Lên Google các bạn cứ gõ là mà giảm giá 79.com là được, thì sẽ trực tiếp vào website của mình. App Senmo có lừa đảo không? Vay Senmo có uy tín không? Thì đấy chính là nội dung chính của video này. Thì App Senmo là lừa đảo là một thông tin sai lệch nha các bạn. Đấy là một đơn vị rất uy tín. Tại sao lại nói uy tín? Vì đó là đơn vị cho vay tiền mà gần như chúng ta không cần phải làm gì cả, chỉ cần điền thông tin, chụp ảnh chứng minh nhân dân đưa lên là chúng ta đã nhận được tiền của đơn vị cho vay rồi. Họ cho vay mà chỉ cần đến dựa trên sự thông tin cá nhân của chúng ta, không yêu cầu chúng ta cầm cố tài sản, không yêu cầu chúng ta phải làm hồ sơ ký giấy trực tiếp. Thì đấy, đơn giản là chúng ta chỉ cần đăng ký online là nhận được tiền. Nhiều người vay được tiền xong không trả nợ hoặc là trả chậm hoặc là cố tình xù nợ thì chắc chắn chúng ta sẽ bị đòi nợ, rồi quay lại trách là sẽ mua lừa đảo, sẽ mua tính phí giá cao rồi lãi cao. Nhưng thực chất nếu các bạn vay đúng hạn, trả đúng hạn theo đúng quy định thì việc gì đâu mà chúng ta phải sợ. Ở đây cho các bạn đang cố tình xù nợ hoặc là không thanh toán đúng hạn thì mới phát sinh thêm lãi suất, thì lúc đó chúng ta mới phải vân vân thôi. Yên tâm, nếu bạn là một người đàng hoàng, bạn muốn vay tiền, vay ok, nhận được tiền tiêu xài rồi, sau này có tiền thì các bạn thanh toán thì đảm bảo là nên vay ở đây và tất nhiên là không hề có dấu hiệu gì là lừa đảo hết. Tuy vậy thì một số bạn cũng hỏi thêm là Venmo có truy cập nhanh bà không? Đấy, thì câu hỏi này thì các bạn yên tâm luôn. Khi chúng ta điền thông tin vay tiền ấy, thì app Venmo sẽ có mục là tích vào cho chúng ta là bạn có cho phép Venmo app web truy cập danh bạ hay không. Nếu chúng ta không cho phép thì đơn vị sẽ không truy cập danh bạ. Vậy Sanmo sẽ đòi nợ chúng ta bằng cách nào? Thì tất nhiên khi điền thông tin vay nợ ấy, họ có thể yêu cầu chúng ta là cung cấp thêm một hai số điện thoại của người thân, của bạn bè, của vợ con gì đấy. Trong trường hợp các bạn mà điền thông tin xong xác nhận vay tiền thì họ sẽ không gọi để xác minh đâu. Trong trường hợp mà sau này chúng ta xù nợ, trốn nợ thì họ mới dùng đến các số điện thoại này để gọi cho người thân, bạn bè của chúng ta nhắc nợ. Yêu cầu bạn nạp nợ đúng hạn mà thôi. Thì đấy cũng là một việc bình thường thôi. Khi chúng ta đã không thanh toán thì việc nhắc nợ là phải thực hiện thôi. Ưu điểm của vay tiền nhanh Sanmo là gì? Là quy trình nhanh gọn, đăng ký hoàn toàn online, đăng ký vay mọi lúc mọi nơi. Bạn chỉ cần dùng điện thoại, máy tính có kết nối 3G internet là được. Áp dụng cho gần như là mọi khách hàng từ 18 đến 60 tuổi trên toàn quốc và giải ngân rất nhanh. Nhanh nhất là mình ghi nhận được là trong vòng 5 đến 10 phút là hồ sơ đã được duyệt rồi. Và trong trường hợp mà ngày nghỉ hoặc là ngày lễ ấy, thì nó chậm hơn nhiều, nhưng cũng không quá là 4 tiếng 5 tiếng đâu các bạn. Yên tâm. Rõ ràng với việc đi vay ngân hàng hoặc là vay người thân bạn bè phải nài nỉ, phải làm hồ sơ thì rõ ràng thì vay ở Senmo là một sự lựa chọn nhanh chóng và ổn định nhất cho chúng ta. Để vay tiền thì các bạn nhớ vào link tại phần mô tả mình để ở phía dưới nhé. Rồi các bạn nhấn vào chữ vào đấy để vay ngay. Đấy, các bạn nhấn vào cái nút màu xanh này này. Đấy, các bạn nhấn nút này sẽ đi vào link trực tiếp của đơn vị vay tiền Sanmo.
Mình sẽ để link chính chủ ở đây, vì vậy các bạn nhớ vào nhận đúng link này để các bạn có thể thực hiện điền thông tin vay tiền để tránh vào các trang khác lấy thông tin của các bạn nhé. Ngay khi các bạn kích vào link đăng ký vay tiền đấy thì các bạn sẽ được dẫn đến trang chủ thì có giao diện như thế này. Ngoài ra các bạn nhớ nhập thêm các mã giảm giá mình để tạo website, ví dụ như có mã giảm giá đấy để nhận các chương trình khuyến mại hoặc là chương trình 0% lãi suất khi vay nhé. Tại giao diện đăng chủ thì các bạn có thể lựa chọn khoản vay, để các bạn lựa chọn mức với khách hàng đầu tiên thì các bạn có thể vay lần đầu ấy, các bạn có thể vay từ 100k đến 4 triệu đấy. Đối với khách hàng mà hoàn trả đầy đủ, sau đó chúng ta vay lại lần 2, lần 3, lần 4 thì các bạn có thể vay tối đa lên tới 20 triệu luôn. Và tất nhiên trong vay lần đầu thì chúng ta sẽ 0% lãi suất để các bạn vay 4 triệu thì trả 4 triệu thôi chứ không phát sinh chi phí hoặc là lãi suất gì thêm. Yên tâm nhé các bạn. Các bước đăng ký vay tiền thì mình sẽ để tại website với các nội dung chi tiết ở phía dưới đây. Các bạn nhớ vào đọc thật kỹ các nội dung, tìm hiểu cách đăng ký điền thông tin để đặt tỷ lệ duyệt cao nhất. Lãi suất của Senmo thì cũng khá là thấp, trong khoảng từ 12 đến 20% một năm thôi. Thì đấy là mức dao động mà bình thường của quy định nhà nước ta rồi. Và bạn yên tâm, trong trường hợp các bạn vay và trả đúng hạn thì đấy là một mức lãi suất hợp lý. Tại các trường hợp nợ cháy y, nợ quá hạn hoặc là không thanh toán cố định bung nợ nhé, thì có thể sẽ phải tính thêm phí phạt, rồi sau đó các bạn còn phải bị là lãi suất nó cao dần lên nữa. Yên tâm, nếu các bạn đã vay đàng hoàng, trả đàng hoàng thì các bạn cứ chọn sẵn mua mà đăng ký vay. Các bước điền thông tin thì mình có cụ thể đấy các bạn, bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 như thế nào. Các bạn chỉ việc đọc kỹ rồi sau đó nhấn vào chữ vào đấy để vay ngay, để có link trực tiếp của trang Senmo để các bạn vay tiền nhé. Ở phía dưới mình còn có rất nhiều các thông tin đơn vị cho vay khác đây các bạn, rất nhiều nhé. Các bạn có thể vay số tiền rất lớn, 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu đấy các bạn. Để vay tiền thì các bạn cứ lựa chọn đơn vị, sau đó nhấn vào chữ đăng ký vay đây các bạn. Đó, các bạn nhấn vào nút màu xanh này. Các bạn vay được nhiều đơn vị nhé, không phải chỉ một hai đơn vị đâu. Các bạn có thể góp tiền vay nhiều đơn vị, vì số tiền lớn chúng ta có thể cần phải chấp nhận giải ngân ở nhiều đơn vị khác nhau để gom lại cho đủ, nó đủ số tiền để giải quyết công việc cá nhân, thì các bạn nên vay ở nhiều đơn vị đấy. Các bạn cứ nhấn vào chữ đăng ký vay ngay đấy để vào trang chính xác link chính chủ của đơn vị vay tiền này để các bạn có thể nhận tiền về và sử dụng. Link của website, link của bài viết thì mình để ở phía dưới ngay phần mô tả của video clip này hoặc là phần comment đấy các bạn đấy, ở phía dưới nhé. Hoặc là các bạn nhớ vào website mà giảm giá 79.com để xem kỹ các nội dung hướng dẫn thực hiện vay tiền. Ok, như vậy là mình vừa giải đáp cho các bạn về thông tin làm vay tiền tại Senmo có truy cập danh bạ hay không, có lừa đảo hay không. Thì các bạn đã có câu trả lời. Bây giờ thì nhớ đăng ký kênh, like kênh hoặc là để lại các nội dung comment, các thắc mắc của bạn ở phía dưới để mình có thể có các clip hoặc là có các trả lời nhanh nhất khi các bạn thực hiện vay tiền online nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều.